chương 579 hôn môi dùng xong liền ném. Đại bộ phận thuốc viên đều không có áo ngoài, ngộ thủy tắc hóa, chua sót hương vị ở trong miệng lan tràn, nhưng cùng vừa mới được đến phúc lợi so sánh với. Điểm này chua sót đối tiêu thiên diệu tới nói, thật sự không tính cái gì. Liền lâm sơ cửu uy thủy, tiêu thiên diệu một ngụm đem trong miệng thuốc viên nuốt tròn. Hồ cuối cùng uy xong rồi, vương ra, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cuối cùng một ngụm thủy uy xong lâm sơ cửu bay nhanh đứng dậy xoay người liền ra bên ngoài chạy lại không ra đi nàng mặt đều phải thiêu đỏ nhìn đến lâm sơ cửu chạy chối chết thân ảnh tiêu thiên diệu khóe môi khẽ nhách cười đến sán lạn nhưng giây tiếp theo tiêu thiên diệu liền cười không nổi a à, chạy ra đi lâm sơ cửu đột nhiên thống khổ kêu to ngay sau đó liền nghe được một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh tiêu thiên diệu không cần tưởng cũng biết lâm sơ cửu té ngã lâm sơ cửu Tiêu Thiên Diệu không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống giường, ra bên ngoài chạy, đi ra liền nhìn đến ôm đầu quỳ trên mặt đất Lâm Sơ Cửu. Ta đầu ta đầu đau quá. Lâm Sơ Cửu ôm đầu, thống khổ kêu to. Trong đầu không ngừng vang lên y sinh hệ thống nhắc nhở âm, một tiếng tiếp một tiếng, như là muốn đem nàng đầu tễ bạo giống nhau. Không cần, không cần lại vang lên, không cần lại vang lên. Ta cầu ngươi, ta cầu ngươi nha. Lâm Sơ Cửu ôm đầu, đau đến thẳng lăn lộn chính là nàng thỉnh cầu, nàng yếu thế thay đổi không được tình cảnh hiện tại, y sinh hệ thống như cũ phát dồ nhắc nhở nàng, có người bệnh yêu cầu nàng trị liệu. Chút nào mặc kệ nàng lúc này thừa nhận thống khổ. Giày đặc nhắc nhở âm ở vang trong biển vang lên, liền tính thanh âm này lại dễ nghe, toàn bộ hối ở bên nhau cũng dễ nghe không đứng dậy, càng không cần đề y sinh hệ thống điện tử âm. Khó nghe đến mức tận cùng. Lâm Sơ Cửu, ngươi làm sao vậy? Tiêu Thiên Diệu ngồi xổm xuống, tương Lâm Sơ Cửu ôm lấy đột nhiên rơi xuống một cái ấm áp ôm ấp. Lâm Sơ Cửu không có tránh ra, mà là thống khổ dương mắt nhìn đến Tiêu Thiên Diệu phóng đại tuấn nhan, Lâm Sơ Cửu nước mắt lập tức hạ xuống, vương ra, đau quá ta đầu đau quá. Giống như là có người cầm đau tử, một đau một đau cắt nàng đầu, không có chừng mực. Vương ra, ta đau quá, đau quá. Người dẫn ta rời đi, rời đi nơi này. Lâm Sơ Cửu đem vùi đầu ở Tiêu Thiên Diệu trong lòng ngực như là đang trốn tránh cái gì hảo, bổn vương mang ngươi đi. Tiêu thiên diệu không nói hai lời, tương lâm sơ cửu chặn ngang bế lên, đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi hai bước đã bị lâm sơ cửu đánh gãy, không cần, không cần đi ra ngoài. Vương gia ta không cần đi ra ngoài, đi vào, ngươi ôm ta đi vào. Dính nước mắt con ngươi thủy linh linh, giống như là bị người khi dễ tiểu cầu cầu, đáng thương hề hề cầu xin nhìn. Đối mặt như vậy một đôi tràn ngập ủy khuất khẩn cầu mắt. Tiêu thiên diệu vô pháp cự tuyệt hảo, bổn vương ôm ngươi đi vào. Tiêu thiên diệu ôm lâm sơ cửu hướng trong đi, phía sau là mở rộng ra xoanh chướng môn. Đổi về nội thất, đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài cầu cứu thanh, chính là y sinh hệ thống lại không có đình, nó như cũ đang không ngừng nhắc nhở lâm sơ cửu, thỉnh nàng mau chóng đi cứu người. Một tiếng đuổi một tiếng. Đau, đau quá, lâm sơ cửu oa à ở tiêu thiên diệu trong lòng ngực, không dám động, nàng sợ chính mình vừa động sẽ mở ra tiêu thiên diệu miệng vết thương, chính là bất động nàng lại khó chịu nhịn một chút bổn vương làm người tuyên thái y tới tiêu thiên diệu gắt gao tương lâm sơ cửu giam cầm ở trong ngực không được nàng động không cần không cần thái y vương ra ta không bệnh nàng đây là bị tra tấn bị y sinh hệ thống tra tấn nàng liền nói y sinh hệ thống hố cha đi này quả thực liền không phải người dùng đồ vật cũng không biết cái nào hố cha nhà khoa học phát minh ra tới Ngoạn ý nhi này vượt đến trên chiến trường, đó chính là bùa đòi mạng, cùng y sinh hệ thống chói định bác sĩ đừng nói cứu người, có thể tại đây loại trong thống khổ sống sót, đều không dễ dàng. Đau thành như vậy, còn nói không bệnh. Tiêu thiên diệu không để ý tới lâm sơ cửu, chỉ ôm nàng không được nàng lộn xộn, đừng lộng bị thương chính mình. Người ở đau đến mức tận cùng khi, sẽ dùng tự ngược phương tức tới rời đi đau cơ tiêu thiên diệu sợ lâm sơ cửu lộng thương chính mình là bệnh cũ, đại phu y không tốt, làm ta hoãn một chút thì tốt rồi. Lâm sơ cửu thở hổn hển nói, môi không biết khi nào bị rào phá, nàng chính mình không cảm thấy đau, nhưng mỗi lần nói chuyện khi lại có huyết châu thấm ra, có bổn vương ở, không có y không tốt bệnh. Tiêu thiên diệu cúi đầu, ngậm lấy Lâm sơ cửu bị thương đôi môi, đầu lưỡi nhẹ quét, đem trên môi huyết châu toàn bộ nuốt vào trong miệng. Vương Lâm Sơ cửu sợ ngây người, hoàn toàn đã quên trong đầu đau đớn, chừng lớn đôi mắt nhìn Tiêu Thiên Diệu, dính thủy lông mi run rẩy, giống như là chấn kinh nai con. Nhắm mắt lại, ngoan hôn hôn, nụ hôn này hương vị liền biến vị, Tiêu Thiên Diệu sấn hô hấp gian nhắc nhở Lâm Sơ cửu một câu, sau đó tiếp tục hôn nàng, một chút một chút cạy ra nàng đôi môi. Ngô Lâm Sơ cửu từ lúc ban đầu khiếp sợ bị động, sau đó dần dần động tình, đáp lại, lại tay không biết khi nào ôm Tiêu Thiên Diệu cổ ám vệ mang theo thái y cấp tốc tới rồi. Đang chuẩn bị vọt vào tới, đã bị đồng bạn cấp ngăn cản trước không cần đi vào. a à, vương gia không phải nói từ cấp sao. Ám vệ vẻ mặt khó hiểu hỏi, đồng bạn mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái trịnh trọng nói, nghe ta không sai. Xác thật là cấp, nhưng lại cấp cũng không thể quấy dày vương gia chuyện tốt. Nhưng ám vệ lo lắng, đồng bạn lại nói, yên tâm, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Hảo đi, Ám vệ chỉ có thể mang theo thái y ở bên ngoài đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Y sinh hệ thống nhắc nhở từ dồn dập đến dày đặc đến mặt sau càng ngày càng ít, không có y sinh hệ thống tai họa, lâm sơ cửu đầu cũng không đau, chờ đến tiêu thiên diệu buông ra lâm sơ cửu. Nhìn đến lâm sơ cửu vẻ mặt ngốc manh, không thấy một tia thống khổ, hỏi, không đau. Lúc này, y sinh hệ thống nhắc nhở xong, chỉ cấp ra một cái tổng số lượng từ tổng cộng 3.753 vị thương hoạn yêu cầu cứu trị. Tỉnh Lâm Y Sư mau chóng cầu chỉ Hệ thống cùng bác sĩ chói định sau, sẽ cưỡng chế bác sĩ cứu trị 3.000 người, Lâm Y Sư Y Hảo 2.816 người sau. Y sinh hệ thống đem không hề cưỡng chế người cứu trị bệnh hoạn, cảm ơn hợp tác. Lâm Sơ Cửu đang muốn nói không đau, liền thấy trong đầu trồi lên này nhắc nhở âm, không khỏi vui vẻ ha ha ha, không đâu, không đâu, thật tốt quá chỉ cần y hảo 2800 người tới. Nàng về sau sẽ không bao giờ nữa dùng chịu y sinh hệ quản hạt chế, thật sự là quá tốt. Y nói lần này khổ một chút. Y hai ngàn nhiều người khó khăn một chút nhưng trên chiến trường người bệnh tất cả đều là ngoại thương, xử lý ngoại thương có thể so trị liệu mặt khác bệnh giản nhiều, nàng chịu đựng lúc này đây. Ngày sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng bị y sinh hệ thống cưỡng chế cứu người vương gia ngươi thật sự là quá tốt này một chiến tới cũng coi như đáng giá lâm sơ cửu một nhạc a à ôm tiêu thiên diệu liền hôn một cái kia vui mừng bộ dáng thật giống như vừa mới đau đến khóc lớn người không phải nàng giống nhau nguyên lai like muốn y hảo ngươi bệnh cũ đắc dụng cái này biện pháp tiêu thiên diệu vuốt bị lâm sơ cửu thân quá địa phương vẻ mặt hài hước Lâm sơ cửu ra mặt mỏng, bị tiêu thiên diệu một đùa giỡn liền phải xuống giường, lại bị tiêu thiên diệu ôm lấy, sơ cửu, làm người muốn phúc hậu, không thể dùng xong liền ném. Trường 580 lấy thuốc cút đi. Sơ cửu, làm người muốn phúc hậu, không thể dùng xong liền ném. Lâm sơ cửu nhưng thật ra không nghĩ ném, chính là ai có tiêu thiên diệu cái này ra mặt dày nha, nàng lại cùng tiêu thiên diệu nháo đi xuống, không chừng bị hắn gặm liền xương cốt đều không dư thừa. Buông tay, lâm sơ cửu đẩy đẩy tiêu thiên diệu, suy xét đến trên người hắn thương, lâm sơ cửu cũng không dám quá dùng sức. Tiêu thiên diệu liền ỉ vào lâm sơ cửu không dám dùng sức. Đem người ôm đến càng khẩn, buông lỏng ra, người muốn đi đâu? Đi ra ngoài đi một chút. Lâm Sơ Cửu không chút nghĩ ngợi liền nói nói, lại bị Tiêu Thiên Diệu vạch trần, "Đây là quân doanh, ngươi một nữ tử chạy trốn nơi đâu?" Tiêu Thiên Diệu căn bản liền không có nghĩ tới, làm Lâm Sơ Cửu ở trong quân hành tàu, càng không cần để Lâm Sơ Cửu giờ phút này gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ẩn tình. "Đừng sợ ăn mặc nam trang cũng là nữ tử dạng, hắn nếu là sẽ làm Lâm Sơ Cửu lấy dáng vẻ này chạy ra đi, kia thật đúng là gặp quỷ." "Ta liền đi gian ngoài đi một chút." Lâm sơ cửu lui mà cầu tiếp theo, nhưng tiêu thiên diệu như cũ không có buông tay, vừa mới đau đầu sự đã quên. Vừa mới đó là ngoài ý muốn, hiện tại sẽ không đau. Y sinh hệ thống yêu cầu nàng trị liệu 3.000 người, hiện tại số lượng đã đặt tới, nàng chỉ cần đi trị liệu là được. Người xác định, tiêu thiên diệu không tin hỏi, lâm sơ cửu thật mạnh gật đầu ta bảo đảm sẽ không lại đau thấy lâm sơ cửu vẻ mặt chắc chắn, tiêu thiên diệu hỏi, nếu người như thế chắc chắn, như vậy có phải hay không nên nói cho bổn vương, người này bệnh cũ rốt cuộc là cái gì? Này lâm sơ cửu vẻ mặt trần chờ tiêu thiên diệu không kiên nhẫn nhướng mày, như thế nào, liền bổn vương cũng không thể nói. Bổn vương hai chữ cắn đến rất nặng, có thể thấy được tiêu vương này sẽ không cao hứng. Tiêu thiên diệu vẫn luôn biết lâm sơ cửu có bí mật, hắn cũng không để ý, rốt cuộc ai không có một chút bí mật đâu. Chính là hắn hiện tại hỏi, lâm sơ cửu còn không nói. Là không quá không đem hắn đương hồi sự. Tiêu thiên diệu luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc lúc này đây trắng ra biểu hiện ra bất mãn, lâm sơ cửu nơi nào nhìn không ra tới, chính là nàng có thể đem y sinh hệ thống bí mật. Nói cho tiêu thiên diệu nghe sao? Lâm sơ cửu không nghĩ cũng không dám chủ nói dối, chỉ cúi đồn. Nói, vương gia, có thể hay không không bức ta? Không thể, nói cách khác, lâm sơ cửu hôm nay phi nói không thể. Lâm sơ cửu thở dài, ngẩng đầu nhìn tiêu tiên diệu, không thể nói, làm sao bây giờ? Nói sẽ như thế nào? Không biết nhưng khẳng định không thể ở lưu lại, nàng không dám bảo đảm tiêu thiên diệu có thể hay không lộng chết nàng. Nhưng nàng nhất định có thể bảo đảm, nói ra sau, chỉ cần tiêu thiên diệu không lập tức lộng chết nàng, nàng nhất định sẽ ở giải quyết bên ngoài những cái đó người bệnh sau, tìm cơ hội rời đi. Để tránh phát sinh cái gì làm người không thoải mái sự nói ra, liền nhất định phải rời đi. Tiêu thiên diệu sắc mặt rất khó xem, lâm sơ cửu không dám nhìn thẳng, gục xuống đầu, gật gật đầu. Tiêu thiên diệu đột nhiên đẩy ra lâm sơ cửu, thực hào. Lâm sơ cửu, người cư nhiên học được uy hiếp bổn vương. Lâm sơ cửu không có phòng bị, bị tiêu thiên diệu đẩy đến ngã ngồi trên mặt đất, không cẩn thận xả đến trên đùi thương, đau thẳng đến nhíu mày, nhưng như cũ quật cường nói, không phải uy hiếp. Là sự thật tiêu thiên diệu thật muốn bức nàng, nàng nhất định sẽ rời đi. Nàng sợ hãi, sợ hãi bị người trở thành yêu quái thiêu chết, càng sợ hãi giết người đoạt bảo sự phát sinh, tuy rằng nàng cũng không cho rằng y sinh hệ thống bảo vật. Lâm sơ cửu hai trong mắt nhiễm sương mù, nhưng lại thập phần quật cường, hoàn toàn không có thỏa hiệp chỉ ý, tiêu thiên diệu đáy lòng trào ra một cổ vô danh hỏa trực tiếp cửa nói, lăn. Bồn vương không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ta này liền đi, lâm sơ cửu đứng lên, nhìn thoáng qua tiêu thiên diệu cuối cùng xoay người đi ra ngoài phanh phòng trong truyền đến một tiếng vang lớn, lâm sơ cửu bước chân một đốn. Lại không có quay đầu lại, thoáng sửa sang lại một chút quần áo của mình, liền đi ra ngoài. Nàng vốn dĩ liền tính toán đi ra ngoài tìm tô trà. Làm tô trà an bài người bồi nàng đi vùng tranh, như vậy nàng là có thể tìm cơ hội từ y sinh hệ thống lấy sực ra tới, sau đó đi y bên ngoài thương hoạn, sớm ngày hoàn thành y sinh hệ thống yêu cầu. Cứ như vậy nàng chính là rời đi tiêu tiên diệu, cũng không cần giấu đầu lòi đuôi mà sống lâm sơ cửu tiến vào khi mang theo một cái kỳ quái trúc mũ đi ra ngoài khi tự nhiên không có quên đem nó mang đi Cành giữ ở tiêu thiên diệu doanh trướng mọi người đều biết tiêu vương doanh trướng có một thiếu niên ngây người hai ngày hai đêm nhìn đến lâm sơ cửu đi ra không ít người đều ở suy đoán hắn cùng tiêu thiên diệu quan hệ bất quá cũng gần là suy đoán không có dám người hỏi nhiều Lâm sơ cửu ở doanh Trung Hòa ai đều không thân, tìm hỏi đóng giữ tiểu binh, tiêu vương phủ tới người đang ở nơi nào hảo, liền trực tiếp đi tìm tô trà. Tô trà rất sớm liền tỉnh, vừa tỉnh tới đã bị ám vệ tập một đống công tác. Tô trà liên doanh trướng đều không có ra, liền vùi đầu xử lý trong quân tạp vật, nhìn thấy lâm sơ cửu đi vào tới, tập phần kinh ngạc, sơ cửu, sao ngươi lại tới đây? Ở trên đường ở chung hơn 10 ngày, tô trà vẫn luôn kêu lâm sơ cửu tên, này sẽ cũng thói quen. Rốt cuộc ra cửa bên ngoài kêu vương phi gì đó, thật sự quá không có phương tiện. Ta tới tìm ngươi mượn hai người, ta muốn đi lấy một ít đồ vật, ngươi có thể để cho người đưa ta đoạn đường sao? Lâm Sơ Cửu nhớ rõ bọn họ tới biên cảnh khi, đi ngang qua một rừng cây. Nàng có thể mượn kia phiến rừng cây làm che giấu, đem hệ thống dược làm ra tới. Không phải Lâm Sơ Cửu quá mức cẩn thận, mà là thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, nàng y sinh hệ thống ở nàng xem ra sâu vô cùng, hố người vô cùng nhưng ở người ngoài xem ra này liền một cái bảo vật muốn cho người biết tất sẽ đưa tới họa sát thân lấy đồ vật người muốn đi đâu lấy đồ vật tô chả cũng không phải là lưu bạch lâm sơ cửu lời này vừa ra hắn liền nghĩ tới không thỏa đáng chỗ lâm sơ cửu trước đó cũng nghĩ kỹ rồi nói từ sư phó của ta ở gần đây để lại một đám dược liệu ta nhìn đến trong quân bị thương người rất nhiều ta muốn đi mang tới có lẽ có thể giúp đỡ người người nói cái gì sư phó của ngươi ở phụ cận ẩn giấu dược liệu tô trà chừng lớn đôi mắt vẻ mặt mừng như điên nhưng mừng như điên qua đi lại là bất mãn nếu sư phụ ngươi ở chỗ này để lại một đám dược vì cái gì phía trước không lấy ra tới đâu ngươi có biết hay không có rất nhiều binh lính đều là bởi vì không có dược không có được đến kịp thời trị liệu mà chết vừa nói khởi việc này tô trà liền thập phần bất mãn Lúc ấy, vì cứu trị tiền tuyến bị thương binh lính, Tiêu Thiên Diệu hạ lệnh Thượng Vương phủ đại phu đi theo Lâm Sơ Cửu mặt sau học tập như thế nào nhanh chóng hữu hiệu băng bó ngoại thương. Đồng thời cũng giống Lâm Sơ Cửu học tập chế dược phương pháp. Lâm Sơ Cửu xác thật không có tàng tư toàn dạy cho Ngô đại phu bọn họ, nhưng dược liệu lại là nửa điểm cũng không có ra, thậm chí ở bọn họ nhóm đầu tiên dược liệu bị người đoạt sau, cũng không có ra tới trợ giúp một vài. Nếu Lâm Sơ Cửu lấy không ra dược liệu kia cũng liền không có cái gì, nhưng hiện tại Lâm Sơ Cửu lại nói cho hắn, nàng sư phụ ở phụ cận để lại một đám dược liệu, đây là chơi hắn sao? Tô trà không cao hứng, thập phần không cao hứng, xem Lâm Sơ Cửu ánh mắt cũng lộ ra bất mãn cùng trách cứ. Lâm Sơ Cửu chưa từng tưởng sự tình sẽ biến thành như vậy, không khỏi sững sờ ở đương trường. Trường 581 rời đi tả hữu không phải người. Nàng giống như đem sự tình làm tạp, làm sao bây giờ? Lâm Sơ Cửu trên mặt bất động thanh sắc, nhưng tâm lý lại là buồn bực đến không được, âm thầm trách cứ Tiêu Thiên Diệu cho nàng thêm phiền. Nếu không phải Tiêu Thiên Diệu tìm nàng phiền toái, hại nàng tâm phiền ý loạn, nàng cũng không đến mức đầu óc nóng lên, không hề chuẩn bị liền chạy tới tìm Tô Trà nói chuyện này. Khả Lâm Sơ Cửu là người nào? nàng trừ bỏ ở tiêu thiên rượu trước mặt an nghẹn ngoại còn ở ai trước mặt ăn qua nghẹn bất quá là trong phút chốc lâm sơ cửu liền nghĩ tới nói từ đối mặt vẻ mặt tức giận tô già lâm sơ cửu không chỉ có không có lộ ra một chút chột xạ cùng ấy náy ngược lại thực không khách khí chừng mắt nhìn trở về ta thiếu ngươi cùng vương ra sao sư phụ ta vì ta chuẩn bị dược ta vì cái gì muốn không ràng buộc cho các ngươi lâm sơ cửu cau mày quắc mắt vẻ mặt phẫn nộ khí thế mười phần Tô trà ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lâm Sơ Cửu sẽ đột nhiên sẽ giận, khí thế một nhược, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Nhược nhược nói, ngươi cùng vương gia là phu thê, vương gia. Nói đến một nửa, đã bị Lâm Sơ Cửu đánh gãy, ta cùng vương gia là phu thê, vương gia hảo, ta mới hảo, có phải hay không? Tô trà còn không kịp gật đầu, liền nghe được Lâm Sơ Cửu vẻ mặt cười lạnh nói, lời này vô số người cùng ta nói rồi chính là vương gia chính mình cũng cùng ta nói rồi, chính là tô trà ngươi có phải hay không đã quên một chút, vương gia tốt thời điểm ta cũng không có vất đến cái gì chỗ tốt, ngược lại. Vương gia xảy ra chuyện ta tất đi theo xui xèo. Còn có cũng là quan trọng nhất một chút, tô trà, vương gia vĩnh viễn là tiêu vương, nhưng ta lại tùy thời đều khả năng không phải tiêu vương phi. Người nói ta muốn toàn bộ đem chính mình của cái toàn đào cấp vương gia, xong việc vương gia một chân đem ta đạp ta muốn tìm ai khóc đi. Này, sao có thể, vương gia không phải là người như vậy? Tô trà lắp bắp nói. Lâm sơ cửu chào phúng cười, ngươi xem chính ngươi cũng không dám khẳng định không phải sao. Lâm sơ cửu biết tô trà mẫu thân chính là cái kia toàn tâm toàn ý vì trượng phu trả giá. Lại bị trượng phu một chân đá rớt nữ nhân. Vương Phi, việc này trung quy là ngươi không đúng. Tô trà không biết muốn nói như thế nào, rốt cuộc nhà hắn liền có một cái có sẵn ví dụ ở, hắn căn bản không có lập trường khuyên lâm sơ cửu cũng không có lập trường đại tiêu thiên diệu làm bảo đảm. Lại nói, loại sự tình này nơi nào là làm bảo đảm, là có thể hữu dụng. Ta không đúng, Lâm Sơ Cửu cười lạnh, Tô trà, ngươi thật cho rằng sự tình thật liền như vậy sao? Sư phụ ta sẽ trước tiên phóng một đám dược liệu ở chỗ này. A, à, ngươi vừa mới gạt ta. So với Lâm Sơ Cửu không có trước tiên nói, Tô trà càng để ý bị lừa. Hiện tại trong quân thực thiếu dược, Lâm Sơ Cửu nhưng đừng vui đùa hắn chơi đương nhiên không phải sư phụ ta đúng là phụ cận tồn một đám dược nhưng là không phải đã sớm tồn tốt người cho ta sư phụ là thần tiên nha biết vương ra lại ở chỗ này đánh giặc cho nên sớm liền sai người tồn hảo dược lâm sơ cửu nghĩ đến tô trà phía trước chỉ trích này sẽ cũng không khách khí trực tiếp phản phúng trở về ý của ngươi là tô trà không khỏi phóng thấp giọng âm thật cẩn thận hỏi hắn giống như hiểu lầm lâm sơ cửu dược liệu là trước đó không lâu đưa tới lấy bị thỉnh thoảng chi cần bãi lâm sơ cửu cúi đầu giấu đi trong mắt cảm xúc chỉ là trầm thấp vô lực ngữ khí tiết lộ nàng lúc này tâm tình nàng ở ủy khuất ách tô trà biết được nguyên nhân vẻ mặt xấu hổ vương phi thật sự thực xin lỗi ta vì này trước lung tung chỉ trích cho ngươi xin lỗi còn thỉnh vương phi tha thứ giới cái tô trà đôi tay ôm quyền 90 độ khom lưng hành một cái đại lễ tính một chút việc nhỏ thôi Lâm sơ cửu rộng lượng xua tay, một bộ ta lười đến cùng ngươi so đo bộ dáng, hơn nữa chủ động nói, việc này không nên chậm trễ. Ngươi an bài người giá hai chiếc xe ngựa theo ta đi đi. Ta đây liền đi an bài. Tô trả lần này nên được sảng khoái, xoay người liền đi ra ngoài, bất quá đi tới cửa khi lại bị lâm sơ cửu gọi lại, việc này trước đừng nói cho vương gia, ta tưởng cho hắn một kinh hỉ. Muốn cho tiêu thiên diệu biết, nói không chừng sẽ bị hắn tra ra cái gì tới, nàng tạm thời còn không nghĩ mạo hiểm tôi chả chỉ đương đây là lâm sơ cửu cùng tiêu thiên diệu chi gian tiểu tình thú không chút nghĩ ngợi liền đồng ý vương phi yên tâm ta biết nên làm cái gì bây giờ tôi chả hiệu xuất thập phần mau không đến nửa canh giờ liền chuẩn bị tốt nhân thủ cùng ngựa xe cũng mang lên ba ngày phân lương khô vương phi này đó đều là trong quân hảo thủ còn có mấy cái là bắc vực mạc ra người mỗi người đều là võ công cao cường hạng người ta lần này cố ý không có điều vương gia thân binh cùng kim ngô vệ vương gia sẽ không biết Tô chả nói được tin tưởng tràn đầy, nhưng không nghĩ lâm sơ cửu đi rồi không đến nửa ngày, tiêu thiên diệu liền biết. Là người an bài nàng rời đi, tiêu thiên diệu ngước mắt nhìn tô trà. Bình tĩnh thâm thúy con người không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng chính là tô trà lại sợ tới mức hai chân nhũn ra, vương, vương ra, có vấn đề sao? Vương phi còn không phải là tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao, ngươi, ngươi muốn như vậy dọa người sao? không trải qua bổn vương cho phép tự mình ra vào quân doanh trọng địa, ngươi xác định không có vấn đề sao? Tiêu thiên diệu nhẹ gõ mặt bàn, không đáp hỏi lại. Chất vấn ngữ khí đầy đủ cho thấy hắn lúc này cảm xúc. Hắn thực tức giận. Tô trà không biết tiêu thiên diệu ở khí cái gì, chỉ có thể căng ra đầu giải thích vương ra, vương phi không phải tự mình ra quân doanh, nàng là có chuyện quan trọng muốn làm. Người xác định vương phi là có chuyện quan trọng muốn làm, mà không phải tính toán rời đi tiêu tiên diệu có thể khẳng định hắn phía trước ở lâm sơ cửu trong mắt nhìn đến thoát đi tính toán tuy rằng chỉ là thoảng qua tô trà vừa nghe lập tức ưỡn ngực nói ta có thể bảo đảm vương phi tuyệt không phải cái loại này người dọc theo đường đi đi tới cách mạng giao tình tô trà tuyệt đối tin tưởng lâm sơ cửu lại nói lâm sơ cửu thật là tính toán rời đi nói ở tới trên đường có rất nhiều cơ hội rời đi hà tất chờ tới bây giờ vương phi đi làm gì Tiêu Thiên Diệu căn bản không tin Tô Trà bảo đảm, Tô Trà có thể thế Lâm Sơ Cửu bảo đảm. Vui đùa cái gì vậy? Tô Trà vẻ mặt do dự, vương ra, có thể không nói sao? Vương Phi nói, tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Kinh hỉ, ngươi xác định là kinh hỉ mà không phải kinh hách sao? Tiêu Thiên Diệu gõ mặt bàn động tác một đốn. Đốt 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 quy luật thanh bị đánh gãy, Tô Trà Tâm cũng đi theo lộ nhảy một phách trong nháy mắt hắn có một loại hắn là lưu bạch cảm giác bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu vương ra đây là có ý tứ gì. Tô trà căng ra đầu nói, vương ra ta dám cam đoan nhất định là kinh hỷ. Nga, có thể làm ngươi bảo đảm là cái gì kinh hỷ? Tiêu thiên diệu thay đổi cái phương thức hỏi ra tới, tô trà thiếu chút nữa mắc mưu. Há mồm dục nói, cũng may sắp nói ra khi tô trà phản ứng lại đây, vội đình chỉ, vẻ mặt buồn rầu nói, vương ra thật sự muốn nói sao? Vương phi làm ta đừng sớm như vậy nói cho ngươi nói là tưởng cho ngươi một kinh hỉ ta hiện tại nói không phải hủy hoại vương phi kinh hỉ sao kẹp tại đây đối phu thê trung gian tô trà đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn giống như như thế nào làm đều không đúng rõ ràng hắn lao tâm lao lực nhưng lại có tả hữu không phải người cảm giác đây là hắn ảo giác sao chương năm trăm tám mươi hai vương gia ngươi thật tài tình này tuyệt đối không phải ảo giác bởi vì lâm sơ cửu luôn mãi giao đãi, làm tô trà không cần cáo tiêu thiên diệu, nàng phải cho tiêu thiên diệu một kinh hỉ chính là. Tiêu thiên diệu lại lần nữa ép hỏi, làm tô trà chạy nhanh đem lâm sơ cửu hướng đi nói ra, bằng không có hắn dễ chịu. Nói được tội lâm sơ cửu, không nói đắc tội tiêu thiên diệu. Này không phải trong ngoài không phải người, là cái gì? Tô trà, bổn vương cuối cùng một lần hỏi ngươi, lâm sơ cửu làm gì đi? Đây là lần thứ ba, mà tiêu thiên diệu nhẫn nại luôn luôn không tốt, một sự kiện hỏi ba lần tô trà còn không chịu nói. Kia tô trà liền chờ xui xẻo đi. Vương già, vương phi nếu là biết ta trước tiên nói cho ngươi, nàng chuẩn bị kinh hỉ không có, nhất định sẽ giết ta. Này dọc theo đường đi, hắn chính là kiến thức đến lâm sơ cửu có bao nhiêu biêu hãn lâm sơ cửu thể lực cùng sức chịu đựng tuy nói không thể cùng huấn luyện có tố ám vệ so nhưng tuyệt đối so với hắn này tiểu cánh tay cẳng chân cường gấp trăm lần muốn tấu hắn tuyệt đối không phải cái gì việc khó không nói tiêu thiên diệu nhẹ giọng hỏi một câu hơi hơi giơ lên ngữ điệu thanh lãnh vô cùng làm tô trà không tự chủ được run rẩy ta nói ta nói hắn dám không nói sao Vương Phi nói, nàng phía trước làm nàng sư phụ chuẩn bị một đám thuốc trị thương, liền giấu ở phụ cận, nàng nhìn đến trong quân có rất nhiều người bị thương, liền tưởng đem kia phê dược mang tới. Dược, nàng sư phụ, tiêu thiên diệu khẽ cau mày, lại lần nữa gõ khởi mặt bàn, bổn vương nhớ rõ ngươi cha quá nàng sư phụ, kết quả là không tìm được người này. Tô trà bị tiêu thiên diệu như vậy vừa nhắc nhở, cũng lập tức phản ứng lại đây, vương gia không nói ta đều đã quên, ta nhớ rõ vương phi nói qua nàng sư phụ đi rồi. Như thế nào này lại tìm được rồi? Hừ tiêu thiên diệu cười lạnh một tiếng, mơ hồ đoán được lâm sơ cửu trong miệng cái gọi là sư phụ tám chín phần mười cùng nàng bí mật có quan hệ. Tô trả ám đạo chính mình làm sai sự, vội bổ cứu nói. Vương gia, nếu không ta phái người theo sau cha một cha. Không cần, làm nàng chơi đi. Tiêu Thiên Diệu không phải hảo một cái lòng hiếu kỳ trọng người, phía trước hỏi việc này cũng là vì lo lắng Lâm Sơ Cửu, nếu Lâm Sơ Cửu không nói. Hắn cũng sẽ không cưỡng bách, chỉ cần người ngoan ngoãn trở về thì tốt rồi. Là, vương gia, tô trà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn một chút cũng không nghĩ đi cha Lâm Sơ Cửu sự, Lâm Sơ Cửu sự thực hảo cha, chính là nàng sẽ y thuật còn có cái kia thần bí sư phụ sự, thật giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau mặc kệ bọn họ như thế nào cha đều cha không đến nửa điểm tin tức hắn đều mau điên rồi tiêu thiên diệu vẫy vẫy tay nói đi ra ngoài đi việc này ngươi coi như không biết vương phi hỏi liền nói không có nói cho bổn vương ách tô trà mặt bộ một trận run rẩy nói đều nói còn có thể làm như không có nói sao vương ra ngươi cũng thật tài tình Lâm sơ cửu mang theo tô trà an bài thị vệ, một đường trở về đi, lâm tiến trạng vạng đoàn người rốt cuộc đi vào lâm sơ cửu nói rừng cây, bất quá ban đêm tiến cánh rừng thập phần nguy hiểm. Đoàn người chỉ ở bên ngoài nghỉ ngơi. Nhân mang theo hai chiếc xe ngựa lại đây, lâm sơ cửu đoàn người cũng liền dùng không đáp lều chạy, lâm sơ cửu trực tiếp ngủ ở trong xe ngựa, những người khác tắt điểm đống lửa, ở hòa bên nghỉ ngơi lâm sơ cửu tối hôm qua một đêm không ngủ ngay sau đó ban ngày lại lên đường vây được không được một đường ngủ lại đây hiện tại ngược lại ngủ không được người một ngủ không được liền ái miên man suy nghĩ lâm sơ cửu nằm ở trong xe ngựa lăn qua lộn lại nghĩ sáng sớm sự nàng càng nghĩ càng cảm thấy tiêu tiên diệu đã biết cái gì nàng ở tiêu vương phủ nhất cử nhất động đều ở Tiêu Thiên Diệu giám thị hạ, tuy nói nàng mỗi lần từ y sinh hệ thống lấy dược đều rất cẩn thận, nhưng sự tình làm sẽ có sơ hở, càng không cần y sinh hệ thống thường thường động kinh. Bức nàng cứu người, nàng không có khả năng phòng đến tích tụy bất lậu. Phiền đã chết, tưởng tượng đến Tiêu Thiên Diệu khả năng biết y sinh hệ thống tồn tại, Lâm Sơ Cửu liền bực bội không được. Không phải nàng không tin Tiêu Thiên Diệu, mà là nhân tâm dễ biến. Nàng sợ nha, nàng thật đến sợ hãi nàng biết y sinh hệ thống là cái cái gì ngoạn ý, sẽ không lấy nó đừng bảo bối, chính là người khác không biết nha, người khác xem nàng không ngừng từ y sinh hệ thống lấy đồ vật. Còn tưởng rằng nàng có một cái lấy không hết, dùng không cạn, ta cần ta cứ lấy bảo bối. Nàng phải cho người giải thích y sinh hệ thống tác dụng, người khác không chừng cho rằng. Nàng là vì không cho người nàng đoạt đồ vật cố ý nói y sinh hệ thống không tốt. Nhân tâm đều là tham lam, liền tính tiêu tiên diệu hiện tại sẽ không giết người đoạt bảo. Chính là về sau đâu? Nàng biết tiêu thiên diệu đối nàng có chút thích nhưng nàng không biết phần yêu thích này có bao nhiêu sâu? Lại sẽ duy trì bao lâu? Vạn nhất, vạn nhất ngày nào đó nàng hoặc là tiêu thiên diệu thay đổi, nàng phải làm sao bây giờ? Cho nên, không thể nói, chẳng sợ hắn đoán được cũng không thể nói, nhất định phải giả ngu rốt cuộc. Dù sao trị liệu xong 3.000 người hệ thống liền sẽ không lại cưỡng chế ta cứu người ta về sau thiếu dùng hoặc là không cần hệ thống, bị người phát hiện khả năng liền thấp. Lâm sơ cửu lý một lần lại một lần, vẫn là cảm thấy không thể nói cho tiêu thiên diệu, lại nói nàng chính là nói tiêu thiên diệu cũng không nhất định sẽ tin tưởng, không chừng sẽ cho rằng. Là nàng cố ý biên cái khoa trương lời nói dối hống hắn, vì che giấu chính mình chân chính bí mật. Quyết định chú ý, lâm sơ cửu cũng an tâm, tuy rằng ngủ không được khá vậy sẽ không giống phía trước như vậy bực bội. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng có bôn đầu, chỉ cần nàng lần này hoàn thành y sinh hệ thống 3.000 người nhiệm vụ, nàng về sau sẽ không sợ y sinh hệ thống, đến lúc đó muốn đi nơi nào đều được. Không bao giờ dùng lo lắng bại lộ hành tung. Đột nhiên cảm thấy tương lai rất tốt đẹp. Lâm sơ cửu nghĩ nghĩ liền nhạc A lên, tới rồi nửa đêm về sáng mơ mơ màng màng đã ngủ thẳng đến sáng sớm nghe được bên ngoài động tĩnh mới tỉnh lại trời đã sáng đoàn người liền hướng trong rừng mặt đi đi rồi không đến một canh giờ lâm sơ cửu liền kêu ngừng các ngươi ở chỗ này chờ ta dư lại lộ ta chính mình đi là được nàng đến sấn không người khi tìm cái sơn động hoặc là sơn cốc gì đó địa phương tàng dược thật sự tìm không thấy nàng cũng đến đơn độc đem dược lấy ra tới làm bộ này dược là trước tiên đặt ở nơi này tóm lại nàng không thể làm người đi theo đúng vậy Hộ tống Lâm Sơ Cửu thị vệ trước đó được tô trà lệnh làm cho bọn họ một đường nghe Lâm Sơ Cửu mệnh lệnh. Hơn nữa tô trà cũng nói Lâm Sơ Cửu bên người có ám vệ bảo hộ. Bọn họ chuyến này chủ yếu nhiệm vụ là giúp Lâm Sơ Cửu lấy dược. Chính là bọn họ quá coi thường Lâm Sơ Cửu. Lâm Sơ Cửu nhớ rõ Tống cổ thị vệ, lại sao có thể đã quên ám vệ? Ám phổ ra tới. Lâm Sơ Cửu đối với giữa không trung hô một câu, giày tiếp theo một đạo hắc ảnh từ trong rừng nhảy ra tới, quỳ một gối ở lâm sơ cửu trước mặt, vương phi. Người cùng ngươi người lưu lại, không được đi theo ta. Lâm sơ cửu lạnh mặt hạ lệnh ám vổ cả kinh, ngẩng đầu nói, vương phi, vạn nhất ngài gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Vương gia chính là luôn mãi giao đãy không tiếc hết thầy cũng muốn bảo đảm vương phi an toàn, hiện tại vương phi không chịu làm cho bọn họ đi theo, này muốn gặp được nguy hiểm. Ai đi bảo hộ vương phi? Không có việc gì, này phiến cánh rừng thực an toàn. Lâm Sơ Cửu vẻ mặt chắc chắn ám phổ vẫn là không chịu đồng ý, khả Lâm Sơ Cửu thập phần kiên trì, ám phổ thân là hạ nhân nơi nào bẻ quá chủ tử. Chỉ phải cắn răng đồng ý. Lâm Sơ Cửu đem người đều đuổi rồi, yên tâm hướng trong rừng đi, chỉ là nàng quá đánh giá cao chính mình vận khí. Chương 583 xui xẻo bị yêu vương hố chết. Lâm sơ cửu sở dĩ lựa chọn này phiến lâm là bởi vì nàng cùng tô chặt đoàn người lên đường khi liền ở cánh rừng bên ngoài nghỉ ngơi quá một đêm ám vệ thoáng nói một chút trong rừng địa hình. Lúc ấy ám vệ còn nói cho lâm sơ cửu này phiến lâm sơ cửu bởi vì ly quân doanh gần trong quân lương thảo không đủ khi tiêu vương thường xuyên dẫn người tới nơi này săn thú. Mỗi khi đều tu hoạch pha phong chỉ là trong rừng con mồi hữu hạn quân hán nhóm sức ăn lại đại. Mấy năm xuống dưới, này phiến trong rừng đã không có hung mãnh đại con mồi, chỉ còn lại có một ít không có lực sát thương con thỏ, gà rừng, hươu bào gì đó. Mà này đó vật nhỏ vẫn là tiêu thiên diệu cố ý làm người lưu lại, miễn cho nơi này con mồi từ tuyệt mặt sau người ăn không đến. Hỏi thăm hảo rừng cây tình huống, biết nơi này không có nguy hiểm sau, lâm sơ cửu không chút do dự đem tàng dược liệu địa phương tuyển tại đây phiến trong rừng thoát khỏi ám vệ cùng thị vệ lâm sơ cửu một mình hướng bên trong đi nàng nhớ rõ ám vệ nói qua bọn họ ở trong rừng đào mấy cái sơn động còn đáp mấy gian nhà gỗ nếu không phải sợ buổi tối đi cánh rừng sẽ lạc đường bọn họ đều sẽ suy xét đi trong rừng nghỉ ngơi bất quá đáng tiếc chính là ám vệ cũng không có nói kia mấy gian nhà ở cùng sơn động ở đâu cái phương hướng cho nên lâm sơ cửu chỉ có thể chính mình đi tìm Lâm sơ cửu ở trong lòng yên lặng mà tính toán thời gian, dọc theo đường đi cũng để lại đánh dấu, ước chừng một canh giờ sau, còn không có tìm được ám vệ theo như lời nhà ở cùng sơn động. Lâm sơ cửu từ bỏ. Mèo mù vớ phải chuột chết loại sự tình này, nàng liền không cần suy nghĩ, nàng liền không phải như vậy vẫn may người. Khắp nơi nhìn thoáng qua, chọn một cái lùm cây, lâm sơ cửu trực tiếp phùi đi khai, phát hiện trung gian cư nhiên là trống không, trước mắt sáng ngời, không chút do dự chui vào đi. Sau đó, từ y sinh hệ thống bên trong, đem thuốc trị thương cùng cồn lấy ra tới. Vì diệt trừ trên nhãn giản thể tiếng Trung tử, Lâm Sơ Cửu từ y sinh hệ thống lấy ra một đám tiêu quá độc đại thùng, đem cồn đảo đi vào. Đến nỗi ngoại thương dùng dược. Lâm Sơ Cửu trừ bỏ lấy Vân Nam Bạch Dược ngoại, khác cái gì cũng không dám lấy, nhiều lắm lan lộn mấy bao thuốc hạ sốt ở băng vải. Trừ bỏ này đó ngoại, giải phẫu bao cũng lấy ra mấy chục bộ Hiện tại điều kiện gian nan, nàng cũng không thể dùng một bộ ném một bộ, chỉ có thể tiêu độc lại dùng. Đồ vật nhất nhất chuẩn bị tốt, luôn mãi kiểm tra không có để sót sau, Lâm Sơ cửu chuẩn bị đi ra ngoài hướng tín hiệu, làm ám phổ dẫn người tới lấy, chính là Tín hiệu còn không có tới kịp thả ra, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận vèo vèo thanh tốc độ thực mau, như là thứ gì ở nhanh chóng di động. Lâm sơ cửu trước kia không thiếu xem động vật thế giới, nghe thế thanh âm ẩn có bất hảo dự cảm, mà thực mau nàng dự cảm liền trở thành sự thật trộm lột ra lùm cây vừa thấy. Quả nhiên nhìn đến một cái cánh tay thô, mấy chục mét lớn lên đại xà, chính chiều nàng cái này phương hướng hoạt tới. Ta má ơi, lâm sơ cửu đối diện thượng mãng xà bồn máu mồm to, mơ hồ còn có thể nhìn đến nó khóe miệng máu tươi. Không cần tưởng cũng biết, này mãng xà vừa mới ăn con mồi, lại còn có không có ăn no. Không phải nói nơi này không có hung mãnh con mồi sao? Như thế nào sẽ có một cái lớn như vậy xà nha? Lâm sơ cửu sợ nhất xả loại này động vật máu lạnh, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cũng may nàng còn không có hoàn toàn dọa ngốc, còn nhớ rõ từ y sinh hệ thống lấy hùng hoàng cùng mê dược. Thật là phải bị tiêu tiên diệu hố chết như vậy một cái mãng xà ở. Tuy nhiên còn nói đem con mồi đều xử lý sạch sẽ, đại kẻ lừa đảo. Lâm sơ cửu một bên oán giận, một bên hướng bên ngoài xái hùng hoàng. Hy vọng này mãng xà sẽ bởi vì hùng hoàng khí vị mà cách nàng xa xa. Nàng hiện tại hoàn toàn không có cùng xà vật lộn ý tưởng. Chỉ là Lâm Sơ Cửu xái đi ra ngoài hùng hoàng tựa hồ không có hiệu quả. Cái kim mãng xà hoàn toàn không chịu hùng hoàng ảnh hưởng, lập tức chiều Lâm Sơ Cửu hoạt tới, cặp kia đậu xanh lớn nhỏ xà mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Sơ Cửu. Nếu không phải Lâm Sơ Cửu biết xà thị lực rất kém cỏi, đều phải hoài nghi này xà thấy được nàng. Cũng mặc kệ này mãng xà nhìn không thấy nhìn thấy nàng, ly nàng càng ngày càng gần đều là sự thật. Như thế nào hình như là hướng về phía ta tới. Lâm sơ cửu có chút nghĩ mà sợ, lúc này nàng cũng bất chấp phía sau dược không chút nghĩ ngợi liền từ lùm cây một khác đầu chui đi ra ngoài. Nàng muốn biết này xà là theo dõi nàng, vẫn là này khối lùm cây có thứ gì, là cái kia xà muốn. Tực mau lâm sơ cửu sẽ biết, không phải nàng chiếm mãng xà địa bàn, mà là cái kia mãng xà thật sự theo dõi nàng lâm sơ cửu từ lúc lùm cây chui ra tới cái kim mãng xà liền thay đổi tuyến đường chiều lâm sơ cửu đuổi theo ra đi không ngừng chiều nàng phun lưỡi rắn hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh đây là đói quá mức muốn bắt ta đương đồ ăn lâm sơ cửu rơi lệ đầy mặt hướng đến một cái thuận gió phương vị bay nhanh đem trong tay mê dược sái hướng mãng xà hồ gió thổi qua màu trắng bột phấn nhào vào đại mãng xà trên mặt chính là đại mãng xà chỉ là ngừng một chút lại tiếp tục đuổi theo có thể phóng đảo mười mấy đại hán mê dược cư nhiên đối nó không có hiệu quả. Lâm sơ cửu trợn tròn mắt ta không phải như vậy xui xẻo đi. Hiện tại phóng tín hiệu làm ám vổ lại đây còn kịp sao? Lâm sơ cửu bay nhanh ở tự cứu cùng cầu cứu chúng tuyển chọn tự cứu. Có thời gian phóng đạn tín hiệu, không bằng đi từ y sinh hệ thống lấy ra chính mình điều phối tốt axit đậm đặc nàng cũng không tin axit đối này xà cũng không hiểu. Lâm sơ cửu lấy ra axit không kịp mở ra cái nắp bay thẳng đến trên mặt đất ném tới suy một cổ khó nghe khí vị theo khói trắng toát ra mãng xà dừng một chút tựa hồ thực chán ghét axit khí vị nhưng cuối cùng muốn cắn nuốt con mồi tâm thái chiến thắng đối axit khí vị chán ghét mãng xà lại lần nữa tiến lên đuổi theo lâm sơ cửu chính là này một đuổi theo mãng xà liền có chuyện nó vừa lên trước thân thể vừa lúc đè ở axit thượng nó kia tầng ngoại da rất dày nhưng lại hậu ngoại da cũng sợ axit nha axit nháy mắt an mòn nó cứng rắn ngoại ra, mãng xà đau đến toàn thân vạn vẹo, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, sau đó đem trên mặt đất axit toàn bộ dính ở trên người, đau đến mãng xà tại chỗ lăn lộn. Xoắn đến xoắn đi, đồng thời càng thêm hung mãnh nhào hướng lâm sơ cừu. Cũng may lâm sơ cửu sớm có chuẩn bị thấy axit đối mãng xà hữu dụng, sớm liền ở chính mình phía sau sái một chuỗi axit đương cự mãng trương đại miệng chiều nàng đánh tới khi. Lâm sơ cửu trực tiếp đem trong tay không có tới cập mở ra axit bình ném qua đi. Còn đừng nói, lâm sơ cửu chính xác còn rất cao, này một ném vừa lúc đem axit bình ném tiến mãng xà trong miệng, mãng xà bản năng nuốt lâm sơ cửu còn có thể nhìn đến cái kia cái chai. Ở mãng xà trong thân thể lăn mấy vòng. Lâm sơ cửu một bên chạy, một bên quay đầu lại xem xét, không ngừng ở trong lòng nói, bảo, nổ tung. Chỉ cần axit bình nổ tung, mãng xà nhất định phải chết chính là nó chính là không bảo. Mắt thấy mãng xà Ly Lâm Sơ Cửu chỉ có nửa cái đầu khoảng cách chỉ cần đi phía trước rũi ra là có thể cắn Lâm Sơ Cửu, mãng xà trong bụng axit bình còn không có nổ tung. Song đời, người được dày đặc tanh hôi diệp, Lâm Sơ Cửu không cần quay đầu lại cũng biết cự mãng ly nàng rất gần, nhưng vào lúc này, Lâm Sơ Cửu đột nhiên nghĩ đến. Chương 584 Con mồi trách oan tiêu vương Nàng xuất phát trước có làm thợ mộc cho nàng làm ám khí. Thu nhỏ lại bản bảo vũ lê hoa châm nha, Lâm Sơ Cửu nghĩ đến này lực sát thương không lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ dùng một lần ám khí. Mừng như điên, được cứu rồi. Lâm Sơ Cửu đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người trong tay bảo vũ lê hoa châm đối thượng thân sau mãng xà, mà cùng thời khắc đó, cự mãng miệng cũng duỗi tới rồi Lâm Sơ Cửu trước mặt. Kia máu chảy đầm đìa mồm to, muốn nuốt một cái Lâm Sơ Cửu, tuyệt đối là một giây sự tê tê tanh hồng tin từ mắt thấy liền phải quét đến lâm sơ cửu mặt lâm sơ cửu khẩn trương tâm đều mau nhảy ra tới cũng mặc kệ bảo vũ lê hoa châm có hay không nhắm ngay mãng xà không chút nghĩ ngợi liền ấn xuống cơ quan phanh giống như pháo hoa nở rộ màu lam tế châm trong nháy mắt từ nhỏ hộp tuôn ra tới bắn vào cự mãng trong miệng tê cự mãng ăn đau cuồng khiếu một tiếng a à cùng thời khắc đó Lâm sơ cửu cũng sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất nhưng thực mau lâm sơ cửu liền phản ứng lại đây, cũng mặc kệ cự mãng tình huống, té ngã lộn nhào đi phía trước đi, chờ đến nàng phát hiện không đúng. Dừng lại sau này nhìn lên, liền nhìn đến cái kia cự mãng nằm liệt trên mặt đất thống khổ dẫy rủa Đại mãng giả thật lớn thân mình vạn thành bánh quay trèo trạng, tanh hồng tin tử không ngừng ra bên ngoài phun, cặp kia đậu xanh dường như đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm sơ cửu trong mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ thật giống như lâm sơ cửu là nó sát thân kẻ thù giống nhau hụ hụ không phải giống như mà là chính là lâm sơ cửu thật đến sợ ngây người này xà chẳng lẽ là thành tinh cư nhiên thật có thể nhìn đến ta này rốt cuộc là cái gì chủng loại xà nha như vậy thần quan sát hai mắt xác định chính mình không quen biết này xà lâm sơ cửu cũng liền không hề khó xử chính mình thấy cự mãng nhất thời nửa khắc không động đậy lâm sơ cửu cũng không chạy chủ yếu là nàng chạy bất động. Lâm sơ cửu dựa vào phía sau trên cây, tay phải ấn ở ngực, bình ổn một chút chính mình kinh hoàng trái tim nhỏ, đồng thời phát ra tín hiệu làm ám phổ dẫn người tới đón nàng. Nàng về sau không bao giờ tin tưởng ám vệ nói, cũng không dám nữa một người tiến rừng cây, quá đáng sợ. Chính là tín hiệu phát ra, trước tiên tới rồi không phải ám phổ, mà là một đôi tuổi trẻ nam nữ. Tất cả, đạn tín hiệu chính là phía trước cái kia phương hướng phát ra đi, ngươi xem nơi này có cự mãng dấu vết, nói không chừng cái kia xa liền ở phía trước. Lâm sơ cửu nghe được một cái thanh thúy giọng nữ, nói đến cự mãng khi vẻ mặt mừng như điên, tuyệt đối không giống như là sợ xa người. Ta không phải là lộng chết nhân ra muốn đồ vật sao? Lâm sơ cửu có chút tiểu lo lắng, nàng hiện tại chạy còn kịp sao? Giống như không còn kịp rồi đâu, bởi vì kia đối nam nữ đã xuất hiện ở nàng trước mặt thất ca ngươi xem là hắc diễm cự mãng nó ở nơi đó giống như bị người lộng bị thương nữ tử vẻ mặt mừng như điên bước nhanh chiều lâm sơ cửu đi tới đặt chân khi không cẩn thận dẫm đến lâm sơ cửu phía trước xái axit chỉ nghe thấy suy một tiếng mũi chân lập tức ra một cái động a à cô nương cẩn thận lâm sơ cửu muốn nhắc nhở chính là chậm thất ca thất ca ta chúng độc ta chúng độc mũi chân bỏng cháy cảm giác đem nữ tử sợ tới mức không được cùng nàng đồng hành thanh y nam tử vội tiến lên đỡ lấy nữ tử tiểu vũ đừng lộn xộn nam tử đỡ lấy nữ tử đồng thời nhìn về phía lâm sơ cửu chỉ thích bọn họ trung gian cách một cái cự mãng hai bên đều xem không rõ nam tử chỉ có thể bằng vườn mới thanh âm tới suy đoán lâm sơ cửu thân phận cô nương chúng ta huynh muội hai người là truy này cự mãng mà đến cũng không ác ý khẳng định cô nương đem giải dược cho chúng ta rõ ràng là cầu người lấy giải dược nhưng lại là một bộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng, hoàn toàn không có cầu người nên có tư thái. Loại người này, không cần tưởng cũng biết xuất thân cực hào, cho nên lâm sơ cửu không tính toán đắc tội. Hai vị yên tâm, kia cũng không phải cái gì độc chỉ là một ít tiểu ngoạn ý nhi, đem giày vớ cởi, dùng nước trong rửa sạch là được. Lâm sơ cửu tuy rằng không có nhìn đến, khá vậy có thể đoán được đối phương bị thương không nặng, bằng không sẽ không chỉ kêu một tiếng đau, liền không hề kêu. Tất ca, mau, mau lấy thủy ta đau đã chết. Kêu tiểu vũ nữ tử, lập tức đem giày vớ cười. Thành như lâm sơ cửu theo như lời như vậy, nàng thương cũng không trọng. Chỉ chân to đầu ngón tay đụng tới một chút, dùng nước trong xúc rửa sau, lại rác lên một tầng dược liền không có việc gì. Huỳnh muội hai người phí một ít thời gian rửa sạch đợi cho tiểu vũ một lần nữa thay giày sau, nam tử lại nói, vị cô nương này. Này cự mãng là chúng ta huynh muội hai người tìm được, chúng ta huynh muội hai người muốn nó hữu dụng, không biết có không đem này nhường cho chúng ta. Cô nương yên tâm, chúng ta sẽ dùng ngang nhau giá trị đồ vật cùng cô nương trao đổi, tuyệt không làm cô nương có hại. Chỉ là nam tử nói rơi xuống hạ, yêu tiểu vũ nữ Từ liền bất mãn nói, Thất ca, này rõ ràng là chúng ta phát hiện, cũng là chúng ta từ trong động dẫn ra tới, vì cái gì muốn nàng nhường cho chúng ta? Nguyên lai like này xả là các ngươi làm ra tới nhìn dáng vẻ nàng trách oan tiêu thiên diệu cô nương xá muội không hiểu chuyện còn thỉnh cô nương thứ lỗi nam tử nghe ra lâm sơ cửu bất mãn vội vàng xin lỗi quay đầu lại đối nữ tử nói tiểu vũ gâm miệng này cự mãng chính là vị cô nương này gây thương tích lời này nhìn như răn dậy kỳ thật là mượn cơ hội nói cho tiểu vũ đối phương có thể đem cự mãng làm cho nửa chết nửa sống có thể thấy được không phải một cái đơn giản Lâm sơ cửu nghe được nữ tử không tình nguyện ứng một câu tiếp theo nam tử lại nói, cô nương, này cự mãng đối chúng ta thập phần quan trọng, chịu thình cô nương bỏ những thứ yêu thích. Này cự mãng đối ta không có tác dụng, các ngươi muốn liền lấy đi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, nó thịt đã không thể ăn, dính ngươi muội muội vừa mới đụng tới đồ vật. Lâm sơ cửu tuy rằng không biết này huynh muội muốn cự mãng làm cái gì, còn là hảo tâm nhắc nhở một câu. Nam tử trầm mặc một lát lại nói, xà gan đâu có thể sử dụng sao? hiện tại còn có thể dùng, nhưng chờ đến nó trong cơ thể đồ vật nổ tung, liền không thể dùng. mặc cho này cự mãng lại như thế nào, như bức một khi trong cơ thể kia bình axit đậm đặc nổ tung, nó xà gan liền không còn nữa tồn tại. a à kia nó khi nào sẽ nổ tung? kêu tiểu vũ nữ từ kinh hô, một bộ thực sốt ruột bộ dáng. lâm sơ cửu lắc lắc đầu ta cũng không biết nếu hai vị muốn lấy xà gan cần mau chóng mới hảo người nữ nhân này hào ác độc vạn nhất chúng ta lấy xà minh thời điểm, nó nổ tung làm sao bây giờ? Kêu tiểu vũ nữ từ tức muốn học máu nói, mơ hồ còn mang theo khóc nước nở, thất ca. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta lấy không được hắc diễm cự mãng xả mật. Đừng nóng vội, vị kia cô nương không phải nói, còn có cơ hội. Nam tử cũng cấp nhưng lại ổn trọng nhiều, cô nương ta hiện tại liền phải lấy này xà gan, chịu thỉnh cô nương nhường một chút. Ta muốn đem này xà chém giết xin cứ tự nhiên, lâm sơ cửu không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy đi, quay đầu nhìn thoáng qua đối diện nam tử cùng nữ tử, thấy hai người quần áo tinh xảo diện mạo tuấn mỹ, khí chất cũng là bất phàm. Liền biết đối phương không phải cái gì đơn giản nhân vật. Đồng dạng kia đối tự xưng huynh muội nam nữ cũng nhìn đến lâm sơ cửu, thấy lâm sơ cửu chỉ là một cái thân hình trầm trọng người thường, huynh muội hai người đều kinh ngạc nhảy dựng. mươi 585 hiện thực thấy chết mà không cứu làm sao vậy? Một cái bước chân trầm trọng, hoàn toàn không có võ công nữ nhân. Người như vậy, sao có thể đem này cự mãng làm cho như vậy chật vật? Phải biết rằng, bọn họ đuổi theo này cự mãng ba ngày. Đều không có biện pháp ở nó trên người, lưu lại chẳng sợ một đạo miệng vết thương. Tất cả, là ta nhìn lầm rồi sao? Nữ nhân kia giống như không biết võ công. Kêu tiểu vũ nữ tử, nhìn lâm sơ cửu bay nhanh chạy đi thân ảnh, không được tự nhiên xoa xoa đôi mắt. Nữ nhân kia chạy trốn lại mau, thân hình lại mạnh mẽ, cũng thay đổi không để cho không biết võ công sự thật nha. Này liền sau một cái nhược nữ tử, cư nhiên có thể trọng thương này bọn họ huynh muội hai người liên thủ, cũng không gây thương tổn mày may hắc diễm cự mãng. Là không biết võ công, nhưng có rất nhiều vật nhỏ phòng thân, người đã quên vừa mới muốn dẫm đồ vật. Nam tử chỉ vào ngoại gia bị bỏng rắt mãng xà, nhìn đến không có. hắc diễm cự mãng nhưng bị thương không nhẹ. Cho dù có vật nhỏ phòng thân, nàng một cái không biết võ công nữ nhân, sao có thể vây được trụ hắc diễm cự mãng. Hắc diễm cự mãng chính là có tiếng thân hình linh hoạt chính yếu chính là nó cùng khác xà không giống nhau, nó thị lực thập phần hảo, có thể tránh đi một ít muốn mệnh công kích. Kêu tiểu vũ nữ tử vẫn là không thể tin được vây khốn hắc diễm cự mãng người là lâm sơ cừu quá quá nhưng tư nghĩ muốn nói vật nhỏ nàng thân cũng không thiếu vật nhỏ nha ám khí độc dược nàng đều có mang cũng chiều hắc diễm cự mãng tiếp đón nhưng rõ ràng hiệu quả một chút cũng không tốt sự thật bãi ở trước mặt chúng ta nói này đó vô dụng đối phương có thể đem hắc diễm cự mãng chế trụ liền tỏ vẻ thật sự có thể đối phương vô tình đối chúng ta ra tay chúng ta cũng không cần phải dối rắm thực lực của đối phương nam tử đối lâm sơ cửu cũng không cảm thấy hứng thú hắn để ý chính là hắc diễm cự mãng xà gan, tiểu vũ ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta đi lấy xà gan. Hảo, thất ca ngươi để ý chút, tiểu vũ thật mạnh gật đầu, chỉ chỉ trên mặt đất bị bỏng rát mặt cỏ, đừng dẫm đến bạch phao địa phương, tuy rằng không phải độc chính là thật thật sự đau. Đã biết, nam từ không có một tia không kiên nhẫn. Rút kiếm, thả người nhảy, rơi xuống hắc diễm cự mãng trên đỉnh đầu, nam tử đôi tay cầm kiếm, đang muốn đâm, đã có thể vào lúc này, trọng thương vô pháp nhúc nhích hắc diễm cự mãng đột nhiên ra sức vượt động, toàn bộ thân rắn tại chỗ 360 độ đại quay cuồng, sau đó bắn lên. Không có ngoài ý muốn, nam tử cũng bị bắn bay đi ra ngoài. Đáng chết, nam tử mắng một tiếng, ở giữa không chung một cái quay cuồng. Còn chưa rơi xuống đất liền nhìn đến hắc diễm cự mãng chiều hắn đánh tới, nam tử không có do so dự, giờ kiếm đón qua đi, chính là. hắc diễm cự mãng ra thật không phải giống nhau hậu. Nam tử nhất kiếm chém xuống đi, lại chỉ ở nó hậu ra thượng vẽ ra một đạo thiền ngân, liền huyết đều không có thấy. Đáng chết, sớm biết rằng nên đem thiên ngoại huyền thiết vũ khí mang lên. Nam tử một kích không chúng, chỉ phải xoay người lui về phía sau. Hắc Diễm Cự Mãng không thuận theo không buông tha nhào qua đi, bởi vì bị thương thân hình có chút vụng về, nhưng chính là như vậy cũng đem Nam tử lăn lộn quá sức. Thất ca, làm sao vậy? Hắc Diễm Cự Mãng không phải bị thương sao? tiểu vũ ở một bên, gấp đến độ kêu to, hận không thể tiến lên hỗ trợ. Ta nhìn đến nó hẳn là chúng độc. Hiện tại chỉ là chống một hơi. Tiểu vũ đừng nóng vội, thất ca có thể ứng phó nó. Nam tử rõ ràng có thể nhìn ra tới, hắc diễm cự mãng mặc kệ là tốc độ vẫn là lực độ đều yếu đi không ngừng một chút. Biết chỉ cần kéo kéo thời gian là có thể đem hắc diễm cự mãng kéo chết một người một xà liền ở trong rừng đánh lên, dần dần nam tử chiếm thượng phong, nhưng chính là như vậy, hắn cũng vô pháp dễ dàng lấy hát diễm cự mãng mệnh. Lâm sơ cửu chạy về lùm cây, còn có thể nghe được nam tử cùng cự mãng giao thủ thanh âm, bất quá lâm sơ cửu cũng không có để ở trong lòng, nàng liền tránh ở lùm cây chờ ám phổ dẫn người lại đây đừng nhìn nàng ở trong rừng đi rồi một canh giờ, trên thực tế nàng ly ám phổ mấy cây cũng không xa, lâm sơ cửu phỏng chừng ám phổ vài người nhiều nhất 30 phút là có thể đuổi tới. Lâm sơ cửu âm thầm cầu nguyện cái kim mãng xà có thể căng quá 30 phút. Như vậy kia đối huynh muội liền sẽ không chú ý nàng, chỉ tiếc hiện thực cùng tưởng tượng cùng phản bồn, không đến 15 phút thời gian, lâm sơ cửu liền nghe được phốc một thanh âm vang lên ngay sau đó là nữ tử bén nhọn tiếng kêu a a a tất ca tạc đuôi hắc diễm cự mãng tạc đuôi chỉ bằng vào thanh âm này lâm sơ cửu liền biết khẳng định là mãng xà trong bụng axit bình quang ngã nát bên trong axit đánh ra tới ở xà trong cơ thể lưu động quả nhiên lâm sơ cửu thực mau liền nghe được cự mãng thê thảm tiếng kêu còn có nam tử tức muốn hộc máu thanh âm không xong xà gan tất ca nhanh chóng lui lại đừng bị nó nọc độc bỏng rát kia đồ vật hảo độc ngươi xem hát diễm cự mãng thịt đều lạn. Tiểu vũ thấy nam tử thả người muốn đi đoạt lấy xà gan. Sợ chính mình ca ca xảy ra chuyện vội ra tiếng ngăn cản. Không được ta muốn bắt xà gan. Nam tử muốn đua một phen, sân hát diễm cự mãng nửa người trên còn chưa nổ tung, trước một bước đem xà gan lấy ra chính là. Cái kia hắc diễm cự mãng tuy rằng bị trọng thương, nhưng nhất thời nửa khắc không chết được, hơn nữa đau nhức làm nó khiêng qua độc châm mang đến choáng váng. Trong nháy mắt cái kia mãng xà động tác càng mau, càng hung mãnh, thậm chí thiếu chút nữa liền cắn nam tử. Tất ca, mau lui lại trở về. Nếu là đại ca biết, ngươi vì hắn đem mệnh ném, hắn nhất định không chịu dùng xà gan. Tiểu vũ tức muốn hộc máu kêu to, nước mắt đều khóc ra tới xà gan nam tử như cũ không chịu từ bỏ, tiểu vũ không có cách nào, chỉ phải rút kiếm phóng qua tới, thất ga, ta tới giúp ngươi. Đừng, tiểu vũ ngươi đứng ở nơi đó. Đừng tới đây thêm phiền hai chữ còn không có nói ra, tiểu vũ đã bị hắc diễm cự mãng theo dõi. Tiểu vũ phía trước cùng hắc diễm cự mãng đã giao thủ, hắc diễm cự mãng biết thực lực của nàng so nam tử nhược lập tức quay đầu nhào hướng tiểu vũ. A à, tiểu vũ la lên một tiếng. Tiếp theo không phải bị hắc diễm cự mãng cuốn lấy, thất ca, thất ca cứu ta lâm sơ cửu cuộn tròn ở lùm cây tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến khá vậy biết kia hai người một xà là cái tình huống như thế nào không ngoài kia thanh y nam tử muốn xà gan lại đánh không lại mãng xà kêu tiểu vũ nữ từ lo lắng nam tử tiến lên hỗ trợ kết quả lại bị mãng xà cấp cuốn lấy làm một cái có nhân tâm nhân thuật thầy thuốc tốt lâm sơ cửu tỏ vẻ nếu đối phương bị thương nàng nhất định sẽ cứu đối phương nhưng đối phương là bị mãng xà cấp cuốn lên nàng liền thương mà không giúp gì được Rốt cuộc bằng nàng tiểu thân thể căn bản không có khả năng làm mãng xà đối thủ, nàng muốn tiến lên cũng là cho người thêm phiền. Hơn nữa nàng nhưng không có gì thất ca, bát ca, nàng chính là bị mãng xà sống nuốt, chỉ sợ kia nam tử cũng sẽ không cứu nàng, cho nên nàng vẫn là trốn ở góc phòng, đừng đi lên thêm phiền hảo. Lâm Sơ Cửu không cho rằng chính mình không có tiến lên hỗ trợ có cái gì không tồi, nàng cũng không phải thấy chết mà không cứu, mà là thật sự không có cách nào cứu. Nàng tổng không thể bởi vì kiếm người khác mà đem chính mình mệnh đáp thượng đi. Chính là Lâm Sơ Cửu không biết kia đối huynh muội lại bởi vì nàng không có tiến lên mà quái tượng nàng. Chương 586 trời giáng đắc tội Đông Dương gia. Hắc Diễm Cự Mãng không phải cái gì đơn giản nhân vật, nếu không có Lâm Sơ Cửu phía trước phóng độc châm, kia đối huynh muội tuyệt không phải Hắc Diễm Cự Mãng đối thủ bọn họ trong đó nhậm nhất nhất cái bị hắc diễm cự mãng quấn lên tuyệt đối là từ lộ một cái chính là hiện tại hắc diễm cự mãng bị thương lại chúng độc thực lực giảm đi tuy nói kêu tiểu vũ nữ từ bị hắc diễm cự mãng cuốn lấy nhưng nhất thời nửa khắc còn không chết được hiện tại hắc diễm cự mãng không có cái kia năng lực một chút liền treo cổ nàng tiểu vũ ngươi lại kiên trì một hồi ta thực mau là có thể cứu ngươi ra tới nam từ một bên cùng hắc diễm cự mãng chiến đấu một bên an ủi nữ từ Tất ca ta mau không thể hô hấp, tiểu vũ dùng sức dẫy rùa lại như thế nào cũng tránh không khai hắc diễm cự mãng, tất ca, vừa mới vị kia cô nương đâu. Nàng không phải có thể chế phục hắc diễm cự mãng sao? Nàng như thế nào không tới cứu ta ta đau quá nha? Tiểu vũ lại kiên trì một chút thực mau liền hào. Bởi vì tiểu vũ túc dục nam tử không thể không nhanh hơn tốc độ mà bởi vậy hắn cũng không dành quản xà mật hiện tại cứu người quan trọng. Tiểu vũ cũng phát hiện, vẻ mặt áy náy nói, thất ca thực xin lỗi, đều là ta cho ngươi thêm phiền, nếu không phải ta nói, ngươi hiện tại liền bắt được xả mật. Cùng ngươi không quan hệ, là thất ca thực lực vô dụng, đừng nói chuyện, bảo tồn thể lực thất ca sẽ không làm ngươi có việc. Nam tử trong tay kiếm càng rung động càng nhanh, vài lần đều đâm trúng hắc diễm cự mãng, lại bởi vì hắc diễm cự mãng ngoại ra quá ngạnh quá hoạt mà hoạt khai. Tiểu vũ bị hắc diễm cự mãng càng chiền càng chặt, hai chân bị thân rắn rảo thống khổ bất kham, thất ca ta không được, mau không được cứu mạng, cứu mạng, cứu ta thất ca. Tiểu vũ, lại kiên trì một chút, thất ca này liền đi cứu ngươi. Nam tử nhìn tiểu vũ liếc mắt một cái, biết nàng mau chịu đựng không nổi, khẽ gắn môi, nghênh diện nhằm phía hắc diễm cự mãng đầu rắn. Tê tê hắc diễm cự mãng miệng đại trương, nước bọt theo khóe miệng đi xuống lưu, nam tử đôi tay nắm lấy kiếm, giống như mũi tên nhọn nhào hướng xà miệng vèo người cùng kiếm đồng thời hoàn toàn đi vào xà miệng. A à, thất ca, không cần nha. Kêu tiểu vũ nữ từ hoàng sợ hô to, liều mạng dãy ruột. thất ca, thất ca, không cần nha. Kỳ thật nàng lo lắng là dư thừa, nam tử cũng không phải bị cự mãng cắn nuốt. Hắn là chủ động càng nhập sao có thể sẽ không có chuẩn bị. hắc diễm cự mã ngoại chắc nịch ở quá ngạnh, nam tử căn bản không thể nào xuống tay, chỉ có thể từ bên trong phá được đương hắn cầm kiếm vọt vào đi kia một khắc trong tay hắn kiếm liền đem hắc diễm cự mãng bên trong rào lạn. TTT hắc diễm cự mãng thống khổ xoắn đến xoắn đi, lúc này cũng bất chấp tiểu vũ thân rắn vừa động liền đem tiểu vũ cấp quang đi ra ngoài. A à, tiểu vũ bị ném bay ra đi, đánh vào trên cây. Lại thật mạnh rơi xuống, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Nam từ tắc còn tại xà trong bụng, bất quá hai chân còn lộ ở bên ngoài, bị hắc diễm cự mãng cắn, khá vậy chỉ là trong nháy mắt thực mau kia hắc diễm cự mãng liền vô pháp nhúc nhích bởi vì nam tử kiếm trực tiếp từ bên trong đâm ra tới. Phốc trong lúc nhất thời máu tươi như suối phun, anh hồi huyết không ngừng mà ra bên ngoài dũng, mà nam tử kiếm cũng sau này thu, một chút một chút cắt vỡ ra rắn. Thực mau nam tử đầu liền từ bên trong sông ra. Lúc này, hắc diễm cự mãng đã vẫn không nhúc nhích trong miệng vẫn cắn nam tử hai chân, nhưng lại không có phía trước giam cầm lực đảo. Nam tử thực mau liền từ thân rắn bên trong chui ra tới không biết ở xà bụng dính cái gì, nam tử trên người một tầng hơi mỏng huyết màng, nhìn qua quái dọa người. Nam tử trên đùi bị thương, lảo đảo từ xà bụng ra tới sau, liền đem tầng này lá mỏng xé, nghiêng ngả lảo đảo chiều tiểu vũ đi đến. Tiểu vũ, tiểu vũ nam tử xem xét nữ hơi thở, thấy nữ tử còn có khí, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Luống cuống tay chân từ trên người lấy dược đặt ở nữ từ mũi gian. Không bao lâu, nữ từ sâu kín chuyển tỉnh, suy yếu nói, thất ca, người không có việc gì thất ca không có việc gì nam tử đỡ nữ tử ngồi dậy nữ tử kinh hô một tiếng a à đau quá tiểu vũ nơi nào đau nam tử vẻ mặt quan tâm lại không dám lộn xộn tiểu vũ thở hổn hển hai khẩu khí sắc mặt trắng bệch nói vì bối còn có chân xương sườn chặt đứt thất ca ta chân sự không thượng lực tiểu vũ nhìn chính mình bị cuốn lên bánh qua trèo trạng hai chân trong mắt hiện lên một mặt hoảng sợ thất ca ta chân có phải hay không phế đi này chân còn có thể cứu chữa sao đương nhiên là có cứu ngươi chỉ là bị thương, thất ca mang ngươi hồi đế quốc đến lúc đó làm ngự y vì ngươi trần trị thực mau liền sẽ không có việc gì. Nam tử vội vàng an ủi nữ tử, nhưng ở nữ tử không chú ý khi trong mắt lại hiện lên một mặt tự trách cùng áy náy. Tiểu vũ này chân không có khả năng chữa khỏi, thất ca ta chân thật sự có thể trị hảo sao? Nữ tử giống như chết đuối người bắt lấy phù mộc khẩn trương hỏi. Nam tử thật mạnh gật đầu tin tưởng thất ca, nhất định có thể hảo nếu là ngự y chị không hết thất ca liền cho ngươi đi tìm long phách thảo có long phách thảo ở nhất định có thể hào ta tin tưởng thất ca tiểu vũ nghe được lời này cảm xúc bình phục xuống dưới nhìn cách đó không xa hắc diễm cự mãng hỏi thất ca xà gan đâu ngươi bắt được sao không có xà gan bị ta rào nát nam tử vẻ mặt tiếc nuối nói tiểu vũ sắc mặt trắng nhợt xà gan không có tất ca chúng ta không phải bạch vội một hồi Tiểu vũ nhìn chính mình hai chân, nước mắt rơi thẳng, tất cả, đều là ta không tốt. Nếu không phải ta nói ngươi cũng sẽ không vì cứu ta. Lấy không được xà gan. Không có xà gan lớn ca đôi mắt làm sao bây giờ. Đều là ta sai, đều là ta sai, tất cả đều do ta, nếu không phải ta cho ngươi thêm phiền, chúng ta hiện tại liền bắt được xà mật. Đại ca đôi mắt nói không chừng cũng có thể khôi phục. Thất ca. Không liên quan chuyện của ngươi. Là thất ca không có bảo vệ tốt ngươi nam tử cũng thật đáng tiếc vì hắc diễm cự mãng xà gan bọn họ đem đông văn bắc lịch nam man cùng tây võ tư quốc toàn đi khắp thật vất vả tìm được một cái trăm năm trở lên hắc diễm cự mãng kết quả lại không có bắt được xà gan không phải không liên quan tất ca sự là nữ nhân kia đối chính là nữ nhân kia nàng cư nhiên thấy chết mà không cứu thất ca đều là nàng sai nếu không phải nàng thấy chết mà không cứu, nhát gan sợ phiền phức chúng ta như thế nào sẽ lấy không được xả gan, ta chân lại đã xảy ra chuyện gì? Tiểu vũ không thừa nhận chính mình sai, cũng không chịu thừa nhận chính mình ca ca có sai, liền đem sai toàn hướng lâm sơ cửu trên người đầy. Nam tử tự nhiên biết việc này cùng lâm sơ cửu không quan hệ, nhưng nhìn đến tiểu vũ vẻ mặt giữ tợn bộ dáng, sợ tiểu vũ xảy ra chuyện, chỉ phải theo nàng lời nói nói, đúng vậy, đều là nữ nhân kia sai tiểu vũ đừng khổ sở tiểu vũ dùng sức gật đầu phụ họa nam từ nói thất ca nữ nhân kia quá xấu rồi ta muốn giết nàng ta nhất định phải sát nàng ta đông dương nếu vũ lấy đông dương ra danh nghĩa thề ta nhất định phải giết cái kia hại ta hai chân bị thương hại đại ca đôi mắt vô pháp khôi phục nữ nhân thất ca người cũng là nhìn thấy nữ nhân kia tuyệt không có thể buông tha nàng người nhất định phải giết nàng vì ta cùng đại ca báo thù Nam tử thấy tiểu vũ đã nhập ma chướng, sợ phản bác sẽ làm tiểu vũ mất khống chế, chỉ phải phụ họa gật đầu, hảo, chúng ta giết nàng, vì đại ca cùng ngươi báo thù. Không sai, này đối huynh muội chính là trung ương đế quốc bảy đại thế gia đứng đầu đông dương gia công tử cùng tiểu thư,